ân khách quý thưa quý vị, có lẽ rằng cho phép Minh Thư được ở lại sân khấu ngày hôm nay gửi tặng cho quý vị với nhạc phẩm khá quen thuộc được mang tên Nếu Đời Không Có Anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe. Chọn sinh nhật 2 tuổi cho Ben Sơn Quán. Ban tổ chức đề nghị quý vị dành một tràng để vỗ tay để chúc mừng. Những giây phút đặc biệt ngày hôm nay thì rất đặc biệt, mời anh Toán sẽ đại diện cho Ben Sơn Quán có những lời chia tới quý vị. Trân trọng được kính mời anh ạ. Chào mừng
Vâng, cũng cho phép tôi được gửi tất cả quý vị ông và cô dì chú bác cũng như tất cả những anh thanh niên nam nữ có mặt tại Gần Sông Quán hôm nay. Tôi rất là hồi hộp cũng như là rất được vinh dự được một buổi sinh nhật quán 25 tuổi hôm nay, cũng rất là sự hiện diện của tất cả quý vị các bạn. Cho phép tôi được gửi tất cả quý vị các bạn có mặt tại đây một lời cảm ơn và một lời chúc sức khỏe sâu sắc nhất trên trên này. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Xin mời chị Hữu là đại diện cho Ven Sông Quán, là vợ của anh Toán ngày hôm nay sẽ trở về để chúng ta cắt những chiếc bánh sinh nhật ngày hôm nay rất là xinh xắn tại sân khấu của chúng tôi. Xin dòng kính mời chị. Chân thân cảm ơn. Kính thưa quý vị, được đồng hành với Ven Sông Quán trong 2 năm vừa qua, từ những bước đầu khởi nghiệp thì ngày hôm nay, vâng, Ven Sông Quán chúng ta một ngày một lớn mạnh đã đi in sâu vào tiềm thức của mọi người dân nơi đây. Và chắc là rằng đến nơi đây thì chúng ta được thưởng thức với những ly cà phê thật là độc đáo, cốc tai hoặc sinh tố, và đặc biệt hơn được hàn huyên với tất cả những người thân đang có mặt tại Ven Sông Quán của chúng ta. Và để cùng trở về với Trang Văn Nghệ ngày hôm nay đã đăng ký được anh Văn Soái. Xin mời anh Văn Soái đang ở đâu thì mình sẽ trở về sân khấu của ban tổ chức ạ. Để cho anh
Oh,
2 năm thành lập quán hôm ngày sinh nhật quán Trung Quy. Lần đầu tiên cũng là nhân dịp năm mới, xin kính chúc tất cả các quý vị có mặt tại quán Trung Quy lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và ca khúc tôi gửi đến ông chủ quán ngày hôm nay, ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Yeah.
Tình yêu có từ khi anh
đời hy ân. Sĩ Minh Vương, trân trọng kính mời anh Minh Vương trở về sân khấu của ban tổ chức. Trân trọng kính mời anh. Quan tâm em ngày đêm, hãy
từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Thank you.
Sớm mong cháu thu mẹ
em kề bên anh ta bằng đôi mặt lấp lánh. Anh cũng khao khát ước muốn được yêu, được chờ mong tới giờ anh nhắc nhớ đón buổi chiều. Mỗi lúc thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Từ anh mất anh một